Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, năm 2021 Tân Sửu Nam Mạng, Tý Sửu lục hợp, lộc tài cuồn cuộn, tiền tiêu ba đời không hết. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, sống ở trên đời thì ai chẳng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, con cháu đề huề, không phải lo cơm ăn, áo mặc, cơm áo gạo tiền, gặp nhiều may mắn và thành công hơn trong cuộc sống của mình. Thế nhưng, những điều đó có phải đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo, gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong năm 2021 Tân Sửu sắp tới, ngày hôm nay, ban biên tập chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn về vận trình của nam tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong năm 2021 Tân Sửu. Không biết trong năm 2021 tới đây thì vận trình công danh, sự nghiệp và tài lộc của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có gì đặc sắc hơn sau năm phạm phải thái tuế vừa qua hay không? Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Nhâm Tý Nam Mạng trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 bước vào năm Tân Sửu cùng thái tuế cấu thành Tý Sửu lục hợp, tức là quan hợp thân, xuất hiện sát ấn tương sinh. Đây là một năm mà vận số người tuổi Nhâm Tý tương đối hùng mạnh, xứng đáng để kỳ vọng. Về các tinh, bạn được văn xương tinh và tuế hợp che chở, giúp phát huy và duy trì sức mạnh tuyệt đối của bản thân, đem tới nhiều việc tốt. Bước sang năm mới, Nam Mạng sinh năm 1972 đã 49 tuổi. Trong sự nghiệp, vận thế ổn định hơn so với năm 2020, dự báo sẽ có nhiều cơ hội mới mẻ xuất hiện. Phương diện tài vận cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và nửa kia có thể phát sinh một số mâu thuẫn nhỏ nhưng sẽ sớm được giải quyết nhanh chóng. Trong phương diện sức khỏe thì bạn cần chú ý có nguy cơ ngoài ý muốn phát sinh, vì thế mà các phương diện đều phải cẩn thận. Sau khi thoát khỏi năm 2020 là năm hạn thái tuế, vận thế sẽ tăng tiến trở lại nhờ lục hợp với năm 2021. Đây là thời cơ hội đền bù những tổn thất, thỏa mọi ước ao. Những các tinh trợ lực mạnh mẽ nhất bao gồm có văn xương, mạch việt cùng tuế hợp, chuyện vui tràn đầy, quý nhân nâng đỡ. Lưu ý có hung tinh bệnh phù chủ về bệnh tật không chỉ khiến sức khỏe suy giảm mà còn liên tục ảnh hưởng đến tài vận của mệnh chủ. Có thể thấy được sang năm 2021 Tân Sửu tuổi 1972 Nhâm Tý Nam Mạng sẽ có nhiều khởi sắc hơn so với năm 2020. Sau năm Tân Sửu 2021 hợp với thái tuế nên về vận trình của năm sẽ gặp nhiều may mắn. Chính vì thế, để nhận sự che chở của ngài, bạn hãy làm lễ nghênh thái tuế. Bản mệnh hãy luôn mang theo bên mình một lệnh kim bài thái tuế năm 2021 để được quý thần trợ giúp hóa giải những tai ương không đáng có của năm. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ là số tử vi năm 2021 tuổi Nhâm Tý Nam Mạng sẽ dựa vào sao hạn và các sao chiếu theo năm. Qua đó có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính: tài lộc, tài chính, công danh, công việc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Từ đó, quý bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình. 1. Về mặt sự nghiệp. Tuổi 1972 gặp năm 2021 Tân Sửu tạo ra sát ấn tương sinh, trong sự nghiệp được quý nhân chiếu cố nên sự nghiệp tăng tiến,
Tuy nhiên, sẽ chịu một số áp lực nhất định, tuổi này cũng cấu thành, quan ấn tương sinh với thái tuế, tuổi Tý lục hợp nam sửu nên sẽ có nhiều cơ may gặp được đối tác, hợp tác tốt, làm việc gì. Công việc vì thế mà chạy băng băng, dễ dàng hóa giải khó khăn, thuận buồm xuôi gió. Tuổi Tý trong năm nay cũng có sao tuế hợp đại diện cho quý nhân vận nên sẽ được trợ giúp không nhỏ. Nhất là công ty có đồng nghiệp hoặc lãnh đạo tuổi Sửu thì cần phải chú ý kết nối quan hệ tốt. Mạch viện là thần vượng sự nghiệp, dự báo trong phương diện này tuổi Tý sẽ có đột phá lớn, lương bổng tăng lên, nắm chắc cơ hội. Sau khi thoát khỏi thái tuế, làm cho mọi thứ của tuổi Nhâm Tý dần chuyển biến tích cực trong năm 2020 rất nhiều. Để có thể tận dụng vận may và bứt phá ngoạn mục sau một năm bị thái tuế kìm kẹp và dịch bệnh hoành hành, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí vòng tay tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn. Năng lực tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó chiêu cát lành, may mắn và tài lộc về cho bản mệnh. Hơn nữa, vòng tay còn giúp chiêu mời quý nhân che chở, bảo vệ cho bản mệnh trong mọi bước đi và phát triển của năm 2021. Về mặt tài lộc, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, trong năm Tân Sửu thì không xuất hiện tài tinh, nhưng tuổi này cũng cùng thái tuế cấu thành sát ấn tương sinh nên trăm điều lợi. Tuy áp lực nhiều nhưng tiền bạc cũng theo đó mà tăng. Tuy vận chính tài lương bổng thì không thay đổi mấy, nhưng vận thiên tài lại cực kỳ may mắn. Bởi Nhâm Thủy và Tân Kim là ngũ hành tương sinh, kim nước lã thúc dục thiên tài, làm cho tuổi Tý ở năm 2021 sẽ gặp nhiều cơ hội kiếm tiền. Tài vận năm nay phải có là cuồn cuộn, khiến cho người ta hâm mộ. Vận chính tài có mạch viện và tuế hợp hỗ trợ, sự nghiệp như ý, chính tài vận như nước đẩy thuyền lên. Chỉ cần Nhâm Tý biết cách tiết kiệm, dự trữ tiền nong thì sẽ không phải lo lắng. Bản mệnh cũng được bạn bè hỗ trợ nên việc hợp tác làm ăn sẽ thu hoạch được nhiều. Vận thiên tài có lợi cho đầu tư cổ phiếu, quan trọng là phải cẩn thận và nhanh nhạy một chút. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý giữ gìn sức khỏe tốt để tránh liên lụy đến tài vận. Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021, nam mạng năm nay có thể nhận được sự đánh giá cao của sếp trong công việc, nhận được những dự án lớn và kiếm tiền sẽ như hái quả. Bên cạnh việc gặp cục diện và được sao tốt che chở thì bạn cũng cần một chút may mắn để việc đầu tư và kinh doanh được thuận lợi. Hơn nữa, chính vì vậy mà thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp pháp khí nhà Phật sẽ giúp tăng may mắn, tăng cường vận khí, tăng phúc và chiêu tài lộc cho bản mệnh trong năm nay. Bên cạnh đó, còn giúp xua đuổi những kẻ tiểu nhân quấy phá bản mệnh trong quá trình phát triển. 3. Về mặt tình duyên, tuổi Tý năm 2021 có quan đến hợp thân, thái tuế là thất sát hay còn được gọi là thiên quan, tượng trưng cho sức cuốn hút người khác phái. Bởi vậy, tuổi Tý nam mệnh tuy nhân duyên không tồi nhưng bản thân cần chủ động giao lưu gặp gỡ nhiều hơn mới mong tìm được bạn đời. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có vận thế tình cảm khá ổn định, bởi cục diện lục hợp thì không hỗ trợ, vượng đào hoa hỗ trợ vận tình duyên cũng không quá lớn, nhưng ít nhất mối quan hệ giữa vợ với chồng cũng được coi là khá tốt, các vấn đề mâu thuẫn được giảm thiểu, làm cho cuộc sống vợ chồng thêm hài hòa, cứng nhắc. Nam mệnh có hơi hướng tham vọng trong sự nghiệp và tiền bạc, ít quan tâm đến vợ con nên sẽ nảy sinh ra hiểu lầm. Trong năm Tân Sửu, tuổi Tý có quý nhân vận nên người độc thân có khả năng gặp được quý nhân khác tại nơi làm việc, vừa giúp cho sự nghiệp của họ tiến triển, vừa tạo được cảm tình nếu tuổi Tý nắm chắc có thể củng cố được cơ hội yêu thương. Người đã có nửa kia thì có thể tiến đến hôn nhân, người đã kết hôn cần chú ý quá hấp dẫn người khác phái mà ảnh hưởng tới gia đình. Để có thể kích hoạt tình duyên và vận đào hoa thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn nhỏ, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Còn những người độc thân sớm tìm được nửa kia của mình, thoát khỏi kiếp độc thân. Về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Tý năm 2021, mặt sức khỏe dù có bệnh phù tọa mạng nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng. Về cơ bản, sức đề kháng và hệ miễn dịch của bạn vẫn khá tốt. Ít sinh bệnh, khẩu vị tốt, ăn uống ngon miệng, cơ thể an khang. Chỉ có một vài rắc rối nhỏ như bị bệnh về đường tiêu hóa, nổi mụn hoặc nổi nóng trong người là cần suy nghĩ. Chỉ cần người tuổi Tý
chú ý chăm sóc sức khỏe, bồi bổ, sẽ gặp điều gì quá xấu, cần ăn uống hợp vệ sinh, không nên mạo hiểm đi chơi ở những nơi có nhiều nguy cơ, nếu không có thể bị thương ngoài ý muốn. Tuổi này cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ để đề phòng ngừa bệnh tật xảy ra. Hơn nữa vì có bệnh phù nhầm mệnh nên chắc chắn sẽ vì bệnh mà tiêu không ít tiền. Tuổi Nhâm Tý nên dự phòng sẵn về tiền bạc, đề phòng có việc gấp có thể dùng ngay. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan với những vận hạn sẽ ập đến, có những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên Con Giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí. Cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ sao hạn của tuổi Nhâm Tý năm 1972, Nam Mạng. Để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tiếp chương trình. 1. Vận hạn năm 2021 của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, Nam Mạng. Người xưa thường nói, toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Có thể thấy được hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới. Những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng, ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vậy số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Như dạng tai nạn đột ngột này có thể kể đến như tai nạn giao thông, tai nạn trong nước, tai nạn lao động, máy móc, thương tích do ẩu đả hay bị huyết áp cao, tai biến, đột quỵ, các triệu chứng khác. Theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạch toán thì hạn này được ghi chép như sau. Hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, có thể bị cảm mạo, trúng gió, bị cướp giật, gặp tai nạn. Bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại. Căn cứ vào tính chất của hạn này có thể đánh giá thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tai nạn bất ngờ có thể xảy ra so với những hạn khác thì thường chỉ hao tốn tiền của hoặc có cha mẹ chỉ bệnh, nhẹ nhàng. Chính vì vậy, trong năm 2021, tuổi Nhâm Tý nên tu nhân, tích đức, trau dồi tài đức, phẩm hạnh, làm việc thiện. Nếu có điều kiện, có thể ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, siêng năng chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đến chùa lễ thần Phật, cầu bình an, khỏe mạnh. Vì trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở, độ trì, bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 là Nam Mạng. Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 Nam Mạng có tài vận năm nay phải gọi là cuồn cuộn, khiến cho người ta hâm mộ. Xem sao hạn năm 2021 tuổi Nhâm Tý Nam Mạng là sao Thái Bạch, như Cát Lợi. Sao Thái Bạch hay Thái Bạch Kim, tức là Kim Đức Thái, Bạch Tinh Quân chủ về, mọi chuyện không như ý nhưng nam giới nhẹ hơn nữ giới. Người sinh năm Nhâm Tý là Tý Mạng Thủy, có tài kinh bang tế thế. Năm Tân Sửu gặp sao chiếu mệnh Thái Bạch ngũ hành kim được tương sinh nên không có gì đáng lo ngại. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe qua bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Nhâm Tý. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin của tuổi mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, tài nợ, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua.